Em Toàn xin chào cả nhà nhá. Hôm nay em Toàn có cục hàng mà của một bác vị khách đã cấy chế phẩm của em Toàn được 27 tháng. Đó, thì bác khách này thì ở Bình Phước, tỉnh Bình Phước cả nhà nhá. Bác khách cấy trên cây gió vanh 70 thì cũng cấy được 27 tháng rồi. Hôm nay bác cắt xuống cho em Toàn là một cây nguyên bản để em Toàn kiểm tra chất lượng cũng như là để tính tới phương án để sau em Toàn thu cây cho bác. Thì hôm nay cái cây là em Toàn đang ở đây thì nó sẽ được nguyên một rạch dài, cả nhà có xem. Đó, quay dài đây. Đó. Nguyên một cây đây là hai khúc và ở đây bác khách là cấy hai đoạn, một đoạn là cách mặt đất là 1 mét và đoạn trên là tầng thứ hai là cách mặt đất là 2,5 m. Thì em Toàn đây bác khách cắt là cái khoảng cách của nó ra là khoảng tầm 37 phân. Đấy, 35 đến 37 phân một khúc để mà tiện cho việc mình làm ra. Thì tổng thể ở đây là nguyên một cây đây cả nhà. Tổng thể ở đây là nó sẽ có một cái khúc giữa này nữa, nhưng mà bác khách để lại rồi. Thì ở đây nó sẽ là khoảng hiện tại cái cục này nó sẽ còn khoảng dài là 94 phân. Đấy, nó dài 94 phân. Và đường kính của nó là bề rộng của nó là 16 cm nha cả nhà. Đấy, 16 cm. Ở đây. Đấy là cái lỗ truyền cả nhà. Đấy, đây là lỗ truyền này. Đấy và cái mặt cắt của nó đây cả nhà. Đấy, đây là mặt cắt này cả nhà. Đấy. Em Toàn cho cả nhà xem đây mặt cắt. Cái phần dầu của nó thì đa số là đặc đấy, rất đặc luôn. Và đặc biệt một điều là em Toàn luôn luôn đánh giá cao về cái trầm hương của các cây gió bầu ở Bình Phước ấy, là cái chất lượng dầu cũng như là cái màu sắc của dầu nó rất là đẹp cả nhà. Màu sắc này là nó có cái màu xanh rêu, màu nó ánh lên, ánh gọi là ánh xanh lên dầu lên luôn ấy. Rất là đẹp ha. Đấy, và độ đặc này, độ dày này, nó dày thành trầm nó cũng được khoảng tầm 3,5 phân. Đấy, cả nhà, đây này, cái thành trầm của nó dày này, dày 3 phân. Đấy, tổng thể của cây là nó sẽ dày khoảng tầm 8,5 phân. Đây, nó là dày 8,5 phân nhưng mà nó có một điểm sam của nó khoảng tầm 1 phân, cả nhà, 1 phân đến 1,5 phân. Trên này như thế, đây nó sẽ dày là thành trầm nó dày 3,5 phân này. Cho nên là cái cây này nó ăn trầm ra cũng rất là chất lượng cả nhà. Nếu mà cấy 27 tháng như này thì cực kỳ chất lượng và rất là nặng luôn. Tổng thể của cây, đây là cái phần tầng dưới này. Đấy, đây là khúc tầng dưới. Ở dưới đây là cái phần phần chuôi. Đây phần chuôi. Đấy, phần chuôi nó ăn xuống thì các khách cắt á, là để chừa cái gốc lại. Đấy, cho nên là khi mình khi ta khai thác thì nó sẽ không xuống rễ cả nhà nha, nó chỉ nằm ở trên mặt đất thôi, chứ còn phần dưới gốc là để chừa lại sau cho nó lên mầm nên là ta sẽ cấy tiếp. Có một điều là này em Toàn cho cả nhà xem thì đây là nó cũng khá là đặc và rất là đẹp luôn. Đấy, cái sợi gỗ này thì để nó lâu rồi à. Cái độ rất là cứng ha cả nhà, và trên này nó ăn lên phần trên này là nó đặc luôn. Đấy, ăn lên phần trên này rất là đặc, đặc cứng luôn đấy. Rồi, bây giờ khúc bên trên, đây cái toàn qua cái khúc bên trên này, thì ở bên này là nó cũng cái chiều dài của cái khúc thứ hai, cấy thì nó cũng dài khoảng tầm 1 mét 14, nó dài 1,14 m, đó là một lỗ truyền, nhưng mà dưới này này nó còn một khúc nữa đấy, cho nên là bác ấy để lại thì nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng 1,5 m cả nhà nhé. Đây cái nốt quan nó sẽ kéo trầm ra 1,5 m, và đặc biệt là nó chỉ có một lỗ thôi cả nhà nhé. Đây cái đây là lỗ chuyển bên em này, quay zoom camera sát vào để mọi người xem đấy, cái lỗ chuyển đấy còn sẽ kẹp nó vào cho nó đúng cái thế. Đúng rồi, đây đây là cái thế của cái cục trầm này, bởi vì cái cây này nó cong cả nhà, cây này nó cong đấy. Đây là lỗ truyền ha, lỗ truyền này nó sẽ ăn dài đây. Và đặc biệt là gì, cái cây này á
nó là ăn cái dạng là nó ăn từng mục giống như kiểu ăn dạng chầm tóc bông vậy đó, nó ăn hột 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 rất là đẹp luôn đấy. Nhưng mà ở đây là cái mặt cắt của nó này cả nhà đấy, cái mặt cắt này nhìn rõ không đấy, cái mặt cắt này rất là đẹp cả nhà nha. Thì dầu của nó ăn dầu xanh luôn á, ăn xanh dầu luôn, và nó có tia bông này, bông 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 rất là đẹp. Đây, em Toàn sẽ quay cho cả nhà xem. Đó, đây là cái khúc của nó. Và cái thành của chầm nó cũng ăn dày này. Thành chầm này nó ăn ăn dày khoảng tầm 8 phân cả nhà. Đấy, 7 phân đến 7 phân rưỡi. Rộng là 12 phân. Rộng nhất là 12 phân. Đó, rất là to ha. Cục chầm nó khá là to luôn. Đây. Làm có một lỗ nhưng mà nó ra chầm rất dày rất to nha cả nhà. 10 15 phân. Này, cái bề rộng nhất là 15 phân. Thì bác khách là đang cắt một khúc là khoảng 39 40 phân để cho dễ làm. Nhưng mà